Sư phụ khỏe không? Ta. Nó chuyện ổng. Có bữa ổng nó ở tầng thứ 9. Mọi người đây ngồi mọi người. Mấy con không được quay mọi người nha. Để nó không biết, từ đừng quay mọi người. Trước mà bình thỉnh ông về mà quỷ ở đâu ấy dám lộng hành quá, thì có ổng là mấy con yên tâm cứ dưới ngồi thiền thoải mái. Giờ núi mà là sạch trơn ở bên Thiên Long gì coi kiếp mà ông đời tiên trắng rồi ạ. Trời ơi, bữa nay mấy tiên nó đãi nhỏ này. Không làm gì là không có được quay mũi nha, đừng có quay gì hướng này. Mua hôm nay này, đệ tử này cứ quay mũi. Rồi nhang đây. Đừng để em lên ăn luôn đi. Đừng chịu, đừng để lại. Ê Long, mấy mấy chiều bỏ vô giùm sư phụ. Nó gót ruột. Ê đừng có đốt, lửa nó cháy. Long Long lấy chiều bỏ vô hết. Nó đốt. Cháy ăn cái này hay trò chạy không kịp hỏi nó. Ngủ nó dễ cháy. Thụ nói chuyện với ông Tài Thiên, thụ nói chuyện với Nha Cha nữa. Nha Cha bây giờ đang theo Phật Bà ông Âm. Mọi người hỏi cúng mình đi để giữ nhan sắc của sắc phàm.
có rồi chị. Anh Trung nữa đây. Anh ở đó. Dạ. Anh Trung. Rồi sáng tỉnh cái nhà của anh. Về hiệu đi núi đã. Nó và thò. Hồi đó nghe này. Ok. Cũng ngon như Phật. Trước tiên Thái tử xin phép sơn thần Đức Long Mạnh Long nhìn nhĩ nhị đây. Hôm nay Thái tử theo lời yêu cầu của Tôn Hành Giả lập cái miếu ở đây. Tôn Hành Giả cũng thích đứng ở đây để ngắm cảnh, thì ngay cái địa điểm này là ngài Tôn Hành Giả yêu cầu lập ở đây, thì sơn thần cũng đồng ý sẽ làm bạn với Tôn Hành Giả. Hôm nay Thái tử đã thực hiện lời của ngài mong cầu, đó là Thái tử đã làm xong cái miếu của ngài Tôn Hành Giả. Hôm nay Thái tử cùng mấy đệ tử đứng ở đây với công chúa thỉnh ngài về đây để mà ăn cái buổi gọi là cái gì ta, tăng gia hả? Tăng gia. Buổi tăng gia nhà mới của ngài. Và đồng thời Thái tử chúc mong cầu là ngài nên giúp Thái tử khi Thái tử rời khỏi Thiên Long Sơn lo cho trăm họ không có mặt ở đây, không có những người có thần thông cao ở đây sợ thiên ma và những tà trở về núi để mà hoành hành, để mà ăn cắp con của Thái tử nữa, giống như rắn vậy, nó ăn cắp trứng, như cắp gà con của Thái tử, nó ăn cắp được mấy chục con rồi, nó nuốt vô bụng nó hết rồi. Còn hôm nay những đứa đệ tử còn ở lại với Thái tử thì mong ngài bảo vệ cho tụi nó đừng có bị cho nó theo tà núi này, không có tà trà trộn ra được. Hôm nay cũng thỉnh ngài và đãi ngài bữa tiệc do Mỹ Tiên nó đãi. Đây, Thiên Mỹ Tiên đây. Mong ngài cho nó mau có chồng. Ok. Mỹ Tiên chúc ngài ăn ngon miệng. Hôm nay ngài đã già luôn. Ngài có gì thì ngài nói chuyện cho Thái tử biết. Dạ, quay. Vậy nhưng để cho ông nói chuyện. Tử chào ngài Tôn Hành Giả đâu có ưu đãi, cái này cũng thường. Ngài có vui không? Rất vui. Rất vui. Thì ngài cứ mời bạn bè ai ngài thích ăn bữa tiệc nho nhỏ ở đây, có rượu có trái cây. Thì bắt đầu từ hôm nay những cái đệ tử biết ngài ở đây sẽ lên đãi tiệc ngài thường xuyên. Mong ngài ngự ở núi này cũng đúng cái địa điểm ngày chấm là ngắm cảnh. Ngài có gì chỉ dạy cho chúng sanh ở cõi ta bà này không? Không. Ngài nói những ai đến đây bất kính, ngài sẽ dùng thước bản để mà trừng phạt. Thì tất cả các con nghe phải không? Thì tử hôm nay cảm ơn ngài Tôn Hành Giả giá lâm, và hôm nay nơi này là cái dinh của ngài. Thái tử sẽ làm cái tên nữa, thì mong ngài cứ tự nhiên hưởng dụng. Thái tử đi qua phía đây ngồi. Muốn làm cái cửa ngoài này.
Ở đây nó có câu chuyện này. Cách đây lúc bây giờ mua núi năm 2014. Đúng rồi đó, 2010. Năm 2014 thì lúc đó ở trên á mấy vị kia mỗi ngày sư phụ đi làm về, làm ở công xưởng về thì khoảng 5 giờ chiều về mặc áo trắng, giày trắng. Cũng ngồi ngay cục đá này cũng ngay đây. Ngồi đúng 49 ngày, ngồi một mình vậy đó. Tại vì ngay chỗ này nó không phải là núi mà lõm nghe, là cái bàn chân của ngài Xích Cước Đại Tiên dậm lên nó thành cái lõm này nè, là cái dấu chân á của cái ngài Xích Cước Đại Tiên, là ông Bát Tiên á, tám ông tiên đó, là cái ông Lý Trung Quỳ á, là cái dấu chân. Thì sư phụ cũng kêu ngài Xích Cước Đại Tiên là sư phụ á. Thì ngày lúc đó thường ngồi đây 49 ngày để nhận những cái điển á. Thì sau đó cha mẹ mới cho thần thông. Thì thường mới có thay đổi một con người mới. Ngày hôm nay nó mới có cái năng lực trong người. Cho nên khi mà con thấy á, những người thường á, nhớ mấy năm trước thường livestream 9 tiếng không biết mệt đó không? Thường can lần đó, cả trăm bài cũng không biết mệt. Người thường không có khả năng làm đó. Nhìn cũng biết quá không? Còn nói chuyện 9-10 tiếng mà không có ăn tờ giấy lộng lưng cũng phải dễ nói, có hiểu không? Nhưng mà sư phụ là một là một, nhưng tự sư phụ là một người ở không phải qua địa cầu này thì nhiên cái năng lượng nó khác hơn năng lượng của người phàm. Thì cũng nhờ ngồi thiền ngay đây á, ở đây hôm nay có ngày tôn hành giả ở đó thì sư phụ ngồi đây thì làm bạn với ngài phải không? Sư phụ ở đây có ổng đây, sư phụ an tâm ngồi qua đêm 12 giờ khuya ngồi chỗ này đã lắm, nó yên dữ lắm, không ai biết luôn. Những cái lễ hội mà nhiều lúc mà mệt quá không có chỗ sư phụ núp, sư phụ chạy lên đây ngồi, đâu ai biết sư phụ ngồi đây đâu. Ở dưới thì cứ lao nhau kiếm cho đã đi, cứ vô điện mẹ rồi vô tùm lum nhà bụi chút bụi vàng gì kiếm, chứ không có đâu có thấy đâu, đâu gặp ngồi đây. Cho nên chỗ này ít người biết lắm. Hôm nay sao đông quá trời. Hôm nay đông á, một và đồng 10. Nó mốt kiếm sư phụ không có, lên trên chỗ dinh của ông Tôn Ngộ Không là chắc gặp. Dinh đâu ở đây. Tất cả những vị trong mà trong nhân gian mình á, nó không phải là huyền thoại hay là phim nha con, ông thiệt. Đứa nào mà lên đây bắt kính là ông để thước bản á, nắng không nói à. Lên đây ngồi nè bà Bạch Kim, ngồi đó chị nó nắng không? Đây nè. Ngồi đó đi. Bạch Kim ở Canada, nhưng mà những đứa mà gọi là nhất tự nhất sư của sư phụ á, thì những đứa mốt sẽ sell sư phụ để đi vô trong nước Việt. Để mà làm cái ban mà giống như cái dành đài của sư phụ vậy đó. Thuộc cần khoảng 100 đứa. Tiếng Mỹ lưu lót, tiếng Việt lưu lót. Đó là một chuyện nha, cái chuyện quan trọng là phải biết sư phụ là ai. Và phải có cái lòng, gọi là lòng gì cũng biết không? Trung thành. Như chân chắc chân nhị là lòng gì? Can đảm. Nó bắt buộc, theo sư phụ lĩnh nào không can đảm, con cũng có can đảm nữa. Lòng gì biết không? Lòng yêu chăm họ thì mới theo được. Thằng đứa nào mà không có cái lòng đó thì không theo, cho giỏi tiếng Mỹ tiếng Việt cỡ nào cũng không cho theo. Cho nên đó là lý do tại sao một đám cũ á nó bị lọt sổ là vậy. Con nghĩ mà sói có lòng yêu dân tộc không? Chưa bao giờ ông nói cờ vàng bay sọc đỏ sẽ về Việt Nam, mà sư phụ đâu nói cờ vàng bay sọc đỏ sẽ ở nước Việt lâu đâu. Sư phụ nói cần 3 ngày thôi để như đánh lên cái tiếng cho cả thế giới chạy theo thôi. Rồi sau đó chúng ta có hội viên hồng, clip nào thuộc cũng nói rõ hết, phân tách luôn á. Chứ cái lá cờ này mà về là mấy cái thế hệ trẻ nó không đồng ý nội loạn nữa hả? Sự làm vui hồi đâu có ngu kiểu đó con. Lòng dân nó khó lắm. Nhưng mà mình không có nó, mình không có đem 6 triệu người có lòng tin right away, Mỹ nó sẽ không bao giờ đem tại thế hệ đội qua nó cứu mình. Nên nhớ nghe, mình sắp bị Trung Cộng quýnh đó. Ai cứu mình? Con gan kêu Nga, Nga sắp đầu hàng rồi đó. Kêu Trung Cộng á,
Ồ, mày đang nằm trong bụng tao rồi, không lẽ tao đi móc họng tao ra thổi mày ra hả? Tao đâu có ngu. Kêu ông Mỹ nó chặt cái đầu con rắn rồi nó mổ bụng kéo mình ra con. Chiến lược cho thù biết nhiều lắm, tại vì đụng tới đâu thù nói tới đó, cho nên mấy con chỉ có tầm nhìn, ồ ông này chỉ có khả năng vậy, không phải. Đụng đi sẽ biết, đụng tới đâu thù sẽ làm tới đó. Chỉ có những đứa đệ tử gần á thì nó biết nhiều, là vì lúc thù nói ra thì nó biết được cái công thức, cái level của thù. Tự thỉnh sân thần thưa chân thần, giống như ngài Xích Cước Đề Tiên có nói, có phải cái núi này là do cái bàn chân của ngài Xích Cước Đề Tiên đạp lên hay không? Nó có cái lõm này đúng hả? À, hôm nay Thái tử ăn tăng gia cái nhà của ngài Tôn Hành Giả chân thần thấy có đẹp không? Đẹp hả? Ngài cũng sẽ ngự ở đây và giúp núi, tất cả đều là lo cho chúng sanh, lo cho bá tánh. Chân thần có gì nói không? Hả? Là một người bạn tốt của ông ta. Người bạn tốt, người bạn tốt với Tôn Hành Giả. Thái tử rất là vui, cảm ơn chân thần. Bây giờ chỉ còn có mấy đứa đệ tử ruột thân cận, tối ngày cứ chơi với thần thánh như vậy này vậy kia không. Nó lo có Thu Ba, ba cũng vui nè, chơi nó. Này Thu Ba nè, con này Bạch Kim con phải làm bạn thẳng á, tại Thu Ba mốc cũng theo cho phụ viện nam á, thù có mấy đứa là tử ruột mà con không biết. Dạ. Ở chỗ khác khác á. Dạ. Kỳ này tự nhiên qua trùng hợp. Dạ. Như Mỹ Tiên là nó mốt, Mỹ Tiên nó sẽ là ban gì ta, ban tiếp tân ha. Mình ngồi chơi đừng quay, con không quay thì phải nói hoài, còn ngồi chơi thì không nghĩ mệt một chút. Dạ, chào.